Bài tập số 1 yêu cầu các con kể thêm tên các con cá nước mặn hoặc là các con cá nước ngọt. Yêu cầu của bài là các con hãy kể thêm tên của các loài cá nước mặn và tên của các loài cá nước ngọt. Các con đã nắm rõ yêu cầu của bài chưa? À, thế thì cô sẽ dành cho các con 3 phút để hoàn thành bài tập này nhé. Các con hãy nhấn nút tạm dừng, sau đó chúng ta cùng làm bài tập nào. Tinh tinh, 3 phút đã hết rồi. Các con có tìm được nhiều loài cá nước mặn và cá nước ngọt không? Cô sẽ đưa ra một số đáp án nhé. Cá nước mặn, cá nước ngọt còn có cá bống, nghe rất quen đúng không? Cá chấm, cá diếc, cá trôi, cá ba sa và cá tra. Rất nhiều loài nữa, nhưng tạm thời cô giới thiệu thêm cho các con một số loài đó thôi. Và các con nghe rất nhiều loài quen thuộc đúng không? Cá ba sa chúng mình cũng hay ăn, trong thực đơn ở trường học của các con cũng hay có món này. Và các con ăn, các con có thấy ngon không? Tiếp theo là cá nước mặn. Có cá hồi, cá tầm, cá hương, cá mập, cá heo, cá voi. À, cá hồi chúng mình cũng đã ăn nhiều rồi đúng không? Cá hồi thịt của nó hơi màu đỏ một chút. Và cá heo, cá voi, cá mập thì quá quen thuộc với chúng mình rồi. Bài tập số 1 thì đã giúp cho các con biết thêm được tên một số loại cá nước ngọt và một số loại cá nước mặn. Ngoài ra, cô Thủy còn muốn giới thiệu thêm cho các con về một số loài cá nước lợ. Nước lợ có nghĩa là gì? Ở cửa sông đổ ra biển, vùng giao giữa sông và biển, đó chính là vùng nước lợ.